Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cái ví Sapan trên điện thoại smartphone. Tiếp theo, video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển đổi BNB từ BEP2 sang BLB BEP20. Thao tác tôi thực hiện trên cái ví Sapan. Quý vị hãy vào biểu tượng mũi tên hai chiều ở phía dưới màn hình. Và đây là cái giao diện quý vị có thể chuyển đổi từ BEP2 sang BEP20 hoặc BEP20 sang BEP2. Ở cái dòng thứ nhất, quý vị hãy chọn. Rồi, cái ô tìm kiếm quý vị hãy nhập là BLB. Ở đây tôi sẽ chọn là BEP2. Rồi, cái dòng thứ hai tôi lại chọn tiếp. Cũng trong cái ô tìm kiếm, tôi cũng nhập BLB và tôi sẽ chọn BNB BEP20. Thì ở đây, quý vị để ý sẽ thấy nếu quý vị muốn chuyển từ BEP2 sang BEP20 thì quý vị để phía trên là BEP2, phía dưới là BEP20. Còn ngược lại, quý vị muốn chuyển từ BEP20 sang BEP2 thì quý vị bấm cái mũi tên đảo chiều để đảo. Đó, thì BEP20 nó sẽ lên trên và BEP2 nó xuống dưới. Và quý vị có thể nhập cái số lượng bằng cách chọn tối thiểu 50% hoặc là tối đa. Sau khi nhập xong, quý vị chỉ việc bấm tiếp theo, rồi quý vị chọn xác nhận một lần nữa. Và quý vị có thể chờ từ 20 đến 30 phút để chờ mạng xác nhận. Có thể quý vị chờ hơi lâu nhưng mà phí thì nó cũng rất chi là rẻ. Tất nhiên, quý vị muốn chuyển BLB về cái ví này thì quý vị phải chuyển từ sàn Binance.com về đây. Và quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance thì quý vị có thể đăng ký theo cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới video để nhận được khuyến mại cũng như là giảm giá 20% phí giao dịch trên sàn Binance.com. Thì ngoài ra, quý vị có thể chuyển đổi bất cứ các token nào mà nó có trong cái danh sách này. Đó. Và sắp tới thì cái ví Sapan này họ sẽ cập nhật cái mạng lưới Polygon. Thì quý vị cũng có thể chuyển đổi ở trên cái ví Sapan này được. Thì đây là tất cả các danh sách mà ví họ đang hỗ trợ. Rồi, quý vị để ý phía bên trên góc phải màn hình có cái biểu tượng hình vuông lịch sử này này. Ví dụ ở đây tôi sẽ vào tôi kiểm tra xem là cái phí giao dịch. Đây là tôi chuyển từ BUSD BEP20 sang USDT TRC20. Đó, thì tôi sẽ vào tôi kiểm tra xem là. Thì quý vị sẽ bị mất hai lần phí. Ví dụ đây là cái lịch sử tôi chuyển từ BEP20 sang TRC20. Đây. Thì cái thứ nhất là cái phí chuyển đổi. Phí chuyển đổi ở cái thời điểm đó là 0.22 đô. Đây là cái phí chuyển đổi này. Rồi. Trở lại cái ví Sapan. Thì nó còn một cái phí nữa là phí gửi. Khi quý vị chuyển xong thì nó sẽ gửi sang cái địa chỉ nhận. Đây, ví dụ cái này. Cái này tôi chuyển sang cái mạng lưới TRC thì phí ở đây là 10 TRX nữa.
thì quý vị chuyển đổi BLB thì nó tính phí bằng BLB luôn. Còn quý vị chuyển đổi sang các mạng lưới khác thì có quý vị phải có cái coin nền tảng để làm phí giao dịch. Ví dụ quý vị muốn chuyển đổi từ ERC20 sang bất cứ một cái mạng lưới nào thì quý vị phải có ETH để làm phí. Hoặc là quý vị muốn chuyển đổi từ mạng lưới TRC20 sang một cái mạng lưới khác thì quý vị cũng phải có cái TRX để làm phí mạng. Rồi, khi chuyển đổi xong, quý vị vào cái biểu tượng ví này thì cái token nó sẽ tự động lên ví của quý vị. Đó, quý vị chỉ việc bật nó lên thôi. Quý vị có thể tắt cái này đi. Đó. Quý vị chỉ việc vào thêm để bật cái token lên. Và quý vị chuyển đổi ở trên này thì thường nó khoảng độ 20 phút. Có thể là hơi lâu nhưng mà phí nó cũng rất rẻ. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này.